Hello, xin mến chào quý cô chú anh chị và các bạn. Sáng nay gia đình Dung đi uống cà phê ở một cái quán rất là dễ thương và rộng rãi. Đó là cái quán Family Coffee. Nó nằm ở trong cái khu vực Dương Quảng Hàm, đó là gần cái khu vực nhà cũ mà hồi xưa nhà Dung sống á. Ba má Dung và các em đi vô trong rồi. Giờ Dung mời mọi người đi vô trong với Dung ha. Lần đầu tiên đi uống cà phê ở Việt Nam sau 6 năm hơn trở lại. Đi đi vô. Hồi có cái xe lam nữa là dễ thương luôn. Đông ngồi đây luôn. Thác nước cảnh đẹp ha. Hả? Giờ mình đi một vòng. Đi vô sau đi ha. Vô sau đi. Giờ mình đi vô một một vòng coi cái quán này. Ủa sao em nhìn quen quen, hình như mình có vô đây mình uống cà phê rồi phải không? À Coffee House. Ghế quá trời ở trong luôn rồi. Giờ mình đi một vòng tham quan ha. Ừ rộng quá. Rồi coi cái hồ cá nè, đẹp chưa? Hồ cá coi. Ôi quá trời cá luôn. Người ta nhốt hai phần ha, một phần ở trong hồ, một phần ở dưới hồ. Quá trời. Từng cái khu vực một. Nhiều lắm. Trên lầu nữa nè. Có đường đi lên lầu luôn. Hai chú bông giấy giả. Cây giả dễ thương. Khu vực trên này người ta đang chuẩn bị giống như là người ta làm lại những cái cây xanh á. Thôi ngồi đó cũng được anh. Có trong nhà nữa nè, nếu mà ai muốn ngồi trong nhà thì ngồi, nhưng mà quán bây giờ cái thời gian này ngày thường. Ô hôm nay là sáng thứ sáu nên người ta vẫn còn đi làm, đông quá trời. Đi quên vắng ha, ít người. Đúng rồi, em nhớ lúc trước mình uống nước đó là cái quán Country House ở ở đường đường Phan Văn Trị hay đường Văn Trung ta? Country House ở Phan Trị hay Văn Trung anh? Thôi nói ra thích cái cây xanh kìa, nhìn cái mảng nhà xong cái cây cao lên giống như Đà Lạt đó hả? Ủa tèo nó không đi hả? Không má uống gì má kêu chưa má? Muốn xin giới thiệu cô chú anh chị. Đây là ba má của Dung. Quen quá rồi. Đây là em trai Út. Em trai Út. Đây là dâu Út. Đây là dâu kế Út. Là thứ năm. Nhóc này á là thứ sáu. Dung thì thứ ba. Hả? Dung đang đào tạo YouTuber tương lai, hy vọng là được cô chú anh chị đón nhận cái kênh của em Dung. Khi nào chính thức xong á thì Dung sẽ thông báo cái kênh của em Dung như thế nào. Lấy kiều nữ Cà Mau đi. Được hả? Bạc Liêu rồi tới Cà Mau xa quá. Vậy hả? Cà Mau cũng đúng mà Bạc Liêu cũng đúng đúng không? Cà Mau Bạc Liêu luôn. Quê nội của Thi á là Bạc Liêu, nhưng mà quê ngoài là Cà Mau. Nhưng mà hai địa danh nó đều nổi tiếng hết. Thôi lấy tên gì cũng được. Kiều nữ Bạc Liêu hay kiều nữ Cà Mau cũng được, nhưng mà thôi để suy nghĩ lại. Khi nào chính thức có tên của kênh là Dung sẽ thông báo kênh của em Dung. Còn thiếu chồng của bé này nữa.
là thằng em thứ năm nó đi giao hàng rồi, tại nó sợ khách chờ lâu á cho nên nó đi rồi. Một tháng Dung về lại bên đó thì chắc có thể là cái người của Dung nó sẽ khác lạ hơn, tại vì nó sẽ bự hơn, tại vì ở gần em dâu như thế này, nó cứ tẩm bổ như thế này là không có đảm bảo nổi rồi đó. Đây là bánh mì, toàn là bánh mì lá lốt, không bánh mì lá lốt, bánh mì lá lốt Việt Nam. Ừ, hấp dẫn ha. Ở đường Thống Nhất có một cái cửa hàng bánh mì lá lốt ngon, không phải, không biết giờ vô cửa hàng chưa, nhưng mà lúc trước là người ta bán ở vệ đường, rất là ngon. Đây, cửa hàng lên ngon ở đây. Không ăn thử thôi. Tại sáng 5 giờ sáng không ngủ được vậy, cái ăn gói mì rồi. Ở đây quán mở nhạc, cho nên Dung đeo cái mic vô để cho nó hạn chế nhạc. Thôi Dung mời cô chú anh chị ăn miếng bánh mì nha, Dung chỉ ăn thử thôi chứ ăn sáng rồi. Đây là chuối xác. Chuối xác được không ạ? Đúng rồi. Không đúng luôn. Đúng rồi. Ta lột cái này trước nè. Thì con lột cái đầu trước nè. Vậy á. Em mang em cũng lột đi. Lột cái đầu. Con lột cái đầu mà. Lấy má thấy con lột cái giết nó trước. Giờ lột cái đầu. Đây là chuối luộc. Chuối luộc, chuối chuối xác. Đấy. Chuối luộc chuối xác nè, trời ơi ngon quá. Nhưng mà cô chú anh chị nha, ăn chuối. Ngon lắm. Trời ơi, hai trái rồi. Dung có một cái tiêu chí là về Việt Nam á, nếu mà mập, nếu mà mập, à, ok mập. Đồ chuối đến đâu ăn đến đó, lột giống vậy nè, cầm ăn. Vậy là làm cho má ăn kênh YouTube nữa. Dung có một cái tiêu chí á, là về Việt Nam mập, ok, chấp nhận mập. Nhưng mà mập ăn cái cây thôi. Không để mập ăn, không có để mập gì ăn đồ ăn nhiều được. Tại vì ăn cái cây gì mập, ăn cái cây gì mập là xứng đáng. Tại vì mình đỡ thèm, ăn được nhiều. Hả? Ăn nữa, mập nữa. Chị muốn đi, chị muốn thử lại cái cảm giác đi phà. Đi phà qua An Phú Đông á. Xong rồi mình mua cái cây bên đó. Đi không? Hả? Gần nhà chính á. Rồi mình ghé chính, mình kiếm, mình thăm nó luôn. Mình công đôi ba triệu. Đi phà má đi không? An Phú Đông á má. À cái ly này của Dung nè, bơ dầm. Trà đào. Trời ơi, ngon chưa? Trà đào này ở bên nó bán cái này là nhiều lắm. Cái miếng đào này ta ngâm á chị. À, đây là Dung ăn cái món bơ dầm. Rồi, nhưng mà cô chú anh chị ăn bơ dầm với Dung nha. Hai đứa nhỏ uống gì? Bơ tươi. Bơ này là bơ cắt chứ không phải bơ dầm. Cắt cắt từng miếng miếng. Gì á má, nó giống anh Tèo cái làn da luôn. Không. Thank you.
Hôm nay chầu cà phê em út bao. Ngày mai rủ em út đi tiếp. Nguyên một cái bàn này nhiêu tí? À 400. À 487. 20 đồng. 20 đồng, trong khi đó ở Mỹ cái tô bún bò này là nhiêu? Ăn đi thi bỏ uổng con. Tự nhiên ăn đi thi bỏ uổng con. Sao đi? Có ai đi xe lam không? Nhớ hồi xưa cái xe lam này là người ta chở đi phía bên Hóc Môn ha, Hóc Môn Bình Dương. Trời ơi, mắc cười không? Cái này mô hình người ta để cho, để đây để mình chụp hình thôi. Cái yên nó bị hư rồi. Ừ, ở đây á, là cái quán cà phê này là ngay cái đường xuống của máy bay luôn. Trên nghe rất là ồn. Sáng nay uống cà phê với gia đình rất là vui. Video nhỏ nhỏ hôm nay Dung xin được khép lại tại đây ha. Đây là buổi sáng ngày thứ hai sau khi về tới Việt Nam. Thì sáng nay Dung uống cà phê với gia đình. Cherry đây con. Vợ Ken nè, hai đứa nè. Trời, hai đứa cháu nội của ba Dung nè. Dạ, thấy cưng không? Đây là con trai của thằng Út nè. Đây là con gái của thằng thứ năm này. Đấy, hai đứa cháu. Dung có hai đứa cháu ở Việt Nam. Đây, cưng quá đi, trương quá à. Con bye bye ông bà cô chú với lại bác Dung nha. Nha, hai đứa nha, bye bye nha. Thôi, video hôm nay Dung xin được kết thúc tại đây. Dung xin hẹn cô chú, anh chị video kế tiếp nha. Bye bye. Bye bye con. Giỏi quá, bye bye.